Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugi đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bill Sugi chơi đất chân lý mùa năm này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình xin được phép gửi cho tất cả anh em một cái meta hiện tại đang rất là hot và cũng như là gây bão ở những cái răng thách đấu vừa qua anh em ạ. Thì nếu như anh em chưa biết thì trong những ngày gần đây nó đã cập nhật phiên bản mới rồi. Thì riêng cái bài Revenge này là một cái bài siêu siêu mới luôn. Và mình không chắc là có nhiều anh em biết chưa nữa, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn cơ bản để anh em biết chơi được cái bài Revenge này cũng như là cập nhật được cái meta mới nhất, hot nhất nha. Thì nếu như mà anh em nào mà đã xem những cái meta mà mình đã đăng trước mấy ngày đó thì anh em cũng đã biết là ở phiên bản trước luôn á là đã có một cái bài Revenge meta carry kết hợp với 6 quân đoàn hoặc là kết hợp chung với những cái thần sứ khác rồi anh em ơi, chém cực đau. Nhưng mà tới cái phiên bản mới này, phiên bản 11.11 hay sao á, thì Revenge nó lại xuất hiện thêm một cái biến thể meta khác nữa, đó chính là kết hợp với quân đoàn thay ma và đấu sĩ. Với Revenge là nam chính và còn tất cả các con còn lại chỉ là tăng cơ và support cho con Revenge này thôi. Thì đồ Revenge cho cái biến thể này nó cũng sẽ là khác một tí nữa mà. Giờ đồ Revenge nó sẽ là có 3 món đồ chủ yếu nha, đó chính là đại bác, huyết kiếm và ba ti. Thì những cái món đồ này thì món đồ nào mà là hắc ám cũng xài được đó nha anh em ơi. Đại bác hắc ám, huyết kiếm hắc ám hay là cả ba ti hắc ám nữa đều xài được tốt. Nên anh em không cần phải gọi là lựa đồ hay là quá kén đồ với con Revenge này, chỉ cần cho nó 3 món đồ chuẩn này là được nha. Và không nhất thiết phải là 3 món đồ nó chính xác như vậy, nhưng mà mình nghĩ là cần phải có một món đồ phải là chính xác nha anh em ơi, đó chính là cái đại bác. Còn những món còn lại anh em có thể lắp bàn tay công lý nè, vô kiếm nè, hoặc là những cái manh nào mà anh em có thể ghép được, hoặc là nếu mà còn đồ thì ghép thôi anh em ơi. Nhưng mà mình nghĩ là cộng với cái combo gọi là đại bác với lại là ba ti thì nó mới clear được team bạn nhanh, chứ thôi là nó chém cũng hơi bị lâu á. Cái này thì mình sẽ kết hợp với hai quân đoàn thôi nha, và ba thay ma cũng như là 4 đấu sĩ, tại vì đấu sĩ hiện tại thì nó đang xuất hiện lại rồi nên mà nó tăng rất là ok luôn. Anh em nào mà muốn cập nhật thêm những cái meta mới hot hoặc là cách khắc chế những cái meta đó thì đừng quên bấm follow cơ mình nha. Cơ mình sẽ vừa cập nhật và hướng dẫn cơ bản anh em chơi cái meta hot với lại là khắc chế luôn. Đấy. Anh em nào mà xem tới hay thì đừng quên làm like ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều, đó là nguồn động lực rất là lớn cũng như là cái động lực anh em mà để cho mình làm những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày nha. Thì mình đang còn thiếu một cái cung gỗ thôi. Chứ kiếm BF rồi đại bác các kiểu thì mình có hết rồi. Khi mà kết hợp chung với thay ma và đấu sĩ này thì con Revenge nó kết hợp với Kalista nên mà là nó sẽ có một cái quân đoàn free luôn. Cái này nó mạnh đó, ở một cái là nó sẽ có vừa tăng vừa đam luôn, với lại là level 7 level 8 giờ anh em sẽ kẹp được thêm bí ẩn nó rất là dễ luôn nha. Mình đang cố gắng mình run kiếm Revenge 2 nè, nhưng mà không thấy rồi. Mình bỏ về cho fit máu cái nhẹ nha anh em ơi. Fit tầm 1-2 round đi. Mình lấy cái kiếm BF cái. Đại bác cái. Nhằm cái cung gỗ để lắp cái ba ti cái. Thiếu mỗi cung gỗ thôi anh em à. Hiện tại thì meta mới cập nhật này nè thì còn rất là nhiều cái meta khác nhau, như là bài Nocturne nè, như là bài Soraka nè, hay là những bài mà nó bắt đầu nó nổi lại đây mà. Thì anh em nào mà muốn cập nhật thêm thì cứ bấm follow cơ mình nha. Hoặc là anh em nào muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình luôn. Link thì mình để dưới phần bình luận á. Anh em nào muốn mình làm gì thì cứ inbox Facebook trực tiếp qua cho mình nha. Mình quất luôn cho nó nóng anh em ơi. Ok, Revenge 2. Cái bài này thì bắt buộc phải là Revenge 3 thì nó mới top 1 được nha, chứ còn Revenge 2 thì nó chiếm hơi bị thiếu đam á. Phiên bản trước thì cũng có một cái meta Revenge rồi, anh em xem chưa ta? Chưa xem thì hãy nên xem nha, để so sánh sức mạnh giữa cái meta này với lại là cái meta trước nó cái này nó mạnh hơn. Cái meta trước đó là full dam cộng với rất là nhiều tốc đánh, khi mà kết hợp với 6 quân đoàn thì nó chém cực kỳ nhanh. Nhưng mà cái meta này nó lại gọi là có đầy đủ tất cả, từ phép nè, từ bí ẩn nè, từ tăng nè, với lại là dam luôn. Và con Revenge này là nó cầm 3 ti nha anh em ơi, nên clear nó rất là nhanh. Đang fit máu nha, còn một chọn thôi, fit nốt đi nè. Lấy đồ chuẩn làm cho nó mạng cái đôi nhãn thôi. Ok. Mình còn thiếu ông này một máu cay chưa? Mà ông này chưa chắc thắng nữa.
Ủa. Ok, vậy là mình không lấy được đồ trước rồi, chắc lấy được đồ thứ hai à. Có cung gỗ nè, à hai cung gỗ mà anh em cũng được. Không có sợ bị hết rồi. Còn rất là nhiều cái meta khác ở trong cái phiên bản cập nhật mới này nha. Anh em nào mà muốn theo dõi để có thêm những cái bài chơi á thì cứ bấm follow của mình là được rồi. Bài revenge này đang thực sự rất là mạnh nha. Anh em nào mà xem stream của những người rank cao Việt Nam hay là bên nước ngoài cũng vậy, thì có rất là nhiều người đang spam cái bài revenge này tại vì nó mạnh thật cơ này, mà không phải đùa, mạnh thật sự. Mình nhớ không nhầm là con Sơn này, phiên bản này nó được buff nữa hay sao á, nên những cái bài mà liên quan đến thay ma á nó đang rất là mạnh nha, như là bài Bran nè, bài Victor nè, rồi bài revenge với lại là bài Nunu này, mà đây là những cái bài khá là hot ở trong những cái thời gian vừa qua. Chơi là phải chơi lớn luôn nha, ghép là phải ghép đồ hắc ám hết luôn, tại vì như mình đã nói rồi, cái bộ này á thì không quan tâm là nó là đồ hắc ám hay là đồ thường, mà cái đồ hắc ám thì mình ghép thôi. Khi mà chơi con revenge này thì anh em không nhất thiết phải là đúng cái bộ trang bị này thì mới chơi được nha, nhưng đây là cái trang bị tối ưu nhất cho revenge rồi đó. Mình sẽ nhắc lại nha, đây là bộ trang bị tối ưu nhất cho revenge hiện tại, nhưng mà không phải là bộ trang bị duy nhất mà revenge có thể xài đó. Nên anh em nào mà kiếm được mấy cái bộ trang bị hay hơn hoặc là mạnh hơn á thì anh em có thể ghép thử luôn, nếu như mà hợp lý xài được thì anh em cứ chia sẻ với mọi người thôi. Có Nu nè, hồi nãy giờ thì thay ma vẫn một sao thôi, có được Kalista nó ra sớm mà. Cái này được rất là được nha anh em ơi, là Valay anh em kẹp thêm bí ẩn rất là dễ luôn. Với cái việc mà có thêm con Rai khi mà đi chung với bí ẩn thì nó là một cái chuyện đơn giản luôn á anh em. Những cái bộ mà mạnh đó là có thể xoay bài hoặc là kết hợp được với rất nhiều bài khác nhau á. Đây hôm nay chơi bài Nocturne với lại là sát thủ nè, đang khá là hot luôn á. Cái bài sát thủ hiện tại thì có ba con sát thủ có thể carry được ở đây mà, con Liblang, con Katarina và con Nocturne. Ba con đều được xếp hạng rất là cao ở trong các bảng xếp hạng meta hiện tại nha. Cái con Liblang vẫn mạnh nha anh em ơi, còn Kata thì nó hơi đuối rồi. Còn con Nocturne thì nó lại mới nổi lại gần đây nên mình cũng chưa biết sức mạnh của nó như thế nào. Đó, bốn thay ma luôn nha, bỏ bớt cái ma pháp sư ra cũng được. À, đang kiếm revenge 3 mà hơi roll nó hơi khó nha. Khi mà chơi cái này thì anh em có thể kết hợp với đấu sĩ được, mà thường mình thấy người ta chơi là kết hợp với bốn đấu sĩ nha anh em. Bắt buộc mình nghĩ là, nhớ không nhầm là phải có con Gragas đó để kích cái thần sứ nè, kích cái thần sứ cho con revenge nè. Tại vì việc lựa chọn giữa con Warwick với lại con Gragas thì chắc chắn là mình sẽ lựa con Gragas rồi anh em. Vừa kích được buff với lại nó ok mà. Revenge nè, có Rai luôn nè. Ok, tạm thời là có một cái Neko rớt ra ở 6 con Revenge. Trận này thì có thể lên được con Revenge 3 sớm đó anh em à, tại vì ra Revenge khá là nhiều với lại là có Neko nữa, nên lên được sớm là ok. Mình ghép hết đồ luôn nha. Mình ghép cho mấy con thay ma một cái một con là một đồ á, để cho con Sơn nó nhận được hết đồ luôn, cho nó khỏi bị lỗ. Con Sơn này mình nhớ không nhầm là trong hai phiên bản tiếp theo thì nó sẽ được búp liên tục luôn anh em à, búp liên tục. Ở phiên bản anh em đang chơi nè là Saiyan á, để được búp rồi, được búp thêm đam mà, được búp thêm máu nè nha. Hồi phiên bản trước nữa mà được búp nữa, nên là hai phiên bản liên tục rồi được búp, giờ nó cũng mạnh lắm á. Rồi revenge là chém hết nha. Sơn cầm đồ này nó cũng là một con tướng thứ, mình đang có 7 con đúng không, là một con tướng thứ 8 đó anh em. Rai 2, ok, hợp lý quá anh em ơi. Kron có thử có mình xài Neko luôn á, không ra rồi, không ra cái gì rồi anh em ơi. Hơi xui thôi, bán thôi, tích tiền lãi thôi.
hơi xui đây mà không ra một cái gì luôn, không ra một con revenge nào luôn. Ông này cái tay sắp bay luôn nè. Ui ông này bảy ác quỷ hả? Ông này muôn timo còn đúng một máu anh em à, muôn timo còn đúng một máu đó. Sơn nè, mạnh chưa? Con Sơn này mà cầm ba đồ này nha, huyết kiếm rồi bàn tay rồi thêm cái giáp lửa này nữa mà còn ba sao nữa nha anh em ơi, thì riêng con Sơn này á nó đã tính được thêm là một tướng rồi. Mạnh chứ đâu phải là dạng vừa đâu. Các ma đồ cũng đẹp. Ủa ông này Vene, ông này xin là ra Riven ơi, Riven ơi, come on baby. Riven đâu ta? Game nhái liên quân à? What the? Ron đánh giết là hơi ảo đấy. Ron 2 ra liên tục mà rau nào cũng ron nhiều vãi đái luôn mà không ra một con Riven anh em ơi. Hôm nay thì 3 sao suy vong khá là nhiều. Vậy này đồ chuẩn luôn mà. Ui vay nè, ba sao ba đồ mà con Sơn này nó ra nó đấm đúng ba cái đây mà, nó đấm đúng ba cái, nó đấm đúng ba cái luôn, ảo thật sự không hiểu kiểu gì luôn. Mạnh ý vãi anh em ơi, Sơn này nó đấm đúng ba cái vay nè, ba sao ba đồ chết luôn mà. Khi mà anh em chơi cái bộ này á, thì khi mà xong được đồ cho con Riven rồi á thì anh em nên kiếm đồ cho con Sơn nha. Tại vì Sơn này là không cần nhất thiết phải là con thay ma lên được 2 sao hay là 3 sao gì á, nên nó cũng khá là dễ chơi với lại là dễ kiếm đồ. Chỉ cần cho nó một bơ là nó muốn nó tăng đúng không, thì cho nó đồ tăng thôi, còn muốn nó đam thì cho nó đồ đam thôi anh em. Còn anh em nào mà muốn xem đồ phép á thì xem lại cái meta V-Code kẹp với đấu sĩ và thay ma nha. Có stay on đồ phép đó. Nhìn hơi bị táo hài nhưng mà đấm cũng khá là nhanh. What the fuck, Riven đâu? Không ra một con Riven kìa anh em. Ai da, ai da. Game hơi nhảy đây. Game gì thế này? Wow, mấy cái trận gần đây mình chơi cái sao nó cứ xui xui thế nào anh em à, Ron không bao giờ ra tướng cơ. Mạnh phết anh em à, thật. Wow, tưởng là thu nhưng mà con Sơn nó ra nó tăng cơ chứ còn Riven nó chém với lại là phụ đam á, nhìn lật lại cái bàn cờ luôn, thắng luôn, ảo thật sự. Tại vì team mình lúc đó là còn có 2-3 đứa à, team nó là còn gần full team, tưởng thua rồi chứ ai ngờ lật kèo luôn kìa anh em, hơi bị ảo á. Riven ok ok, một con nữa nè, one more. Ron tướng Riven chưa bao giờ là khó đến như vậy. Giờ mình mới nhận ra là những cái con mà trong cái hệ quân đòn này nè mà, là con nào cũng carry được đó, vãi thật chứ. Con Krista carry nè, con Yesu, Riven, Murder Geyser, The Raven, Kayle. Kiểu như là 6 con ở trong hệ quân đòn ở đây mà, là đã có 5 con mà carry mạnh được luôn á. Còn mấy con còn lại thì nó hơi xì đeo một tí nhưng mà vẫn chơi được nha. Ui, ui, ui. Anh em nhớ lời mà nói nha, là sau khi kiếm được hết đồ cho con Riven rồi thì nên kiếm đồ cho con Sơn nha. Nó đấm ngoài mày ảo thật. Một mình nó cân 5 đứa anh em à. Một mình con Sơn cân 5 đứa với cái bộ trang bị là huyết kiếm, ba ti với lại là bàn tay công lý. Wow, cái bộ trang bị là không khác gì con Riven, chỉ khác được mỗi cái đại bác thôi. Mình nói rồi mà, trong hai phiên bản gần đây á là Sơn được búp liên tục nha, được búp liên tục, búp đam, búp máu với lại là búp sát thương luôn. Giờ là hơi bị mạnh đó.
anh em có thể để ý là những cái meta hiện tại á, là nó đều xoay quanh cái tộc thay ma với lại là cái tộc đấu sĩ này cả, tại vì được buff rất là nhiều á. Ok nè, Revenge ơi, một con thôi mà Storm con Revenge 3 này nó khó thế nhờ. Đây rồi, xài luôn đi, nên mơ tầm này là hơi vẻ đó, hơi vội, sống hơi vội một tí nha. Không vội là không được rồi, không vội là không được anh em à, tại vì nó ra tướng ức chế vải đái à. Ra tướng ức chế vải đái à, không vội là không được. Đấy, những cái con mà trong cái quân đoàn á, bây giờ đang là kiểu như là top meta không à, The Raven, Kayle, Revenge, Yasuo, riêng gọi là 4-5 con này thôi nha, Mordor, Kaiser nữa mà, riêng 5 con này thôi là 5 cái đội hình top meta hiện tại luôn rồi đó, mạnh nhất hiện tại luôn rồi đó anh em à. 5 con, 5 cái hệ quân đoàn, anh em thấy không, Revenge 3 sao lên một phát thôi là nó chém 10.000 dam. Nếu như mà anh em chưa biết skill quân Revenge là cái gì á, thì nó sẽ gồng và chón những đứa xung quanh, và nó sẽ tăng và là cường hóa nha anh em ơi, cường hóa cái đòn đánh tiếp theo của nó, như là được 1 hay là 2 đó, hình như mình nhớ là 2 đòn đánh tiếp theo hay sao anh em à, cường hóa là nó chặt đầu lắm. Ok, là level kẹp 4 đấu sĩ nè. Rồi nếu mà về lay anh em kiếm được thêm con Volibi á, thì anh em thay con Volibi vào chỗ ngon quýt nha. Còn nếu như mà anh em muốn kẹp thêm bí ẩn á, thì anh em kiếm thêm con Kindred, bỏ bớt thay ma ra được. Tại vì mình đang chơi là 4 thay ma, mà chỉ cần 3 thay ma thôi là nó đã có kích được búp rồi. Nhưng mà thay ma hiện tại của mình á, đang là đồ chuẩn, đồ đẹp, nên mình sẽ không bỏ ra nha. Còn nếu như mà trận nào anh em quá còn bí ẩn đi, như là tem bạn V-Code, Liberlang, kiểu các kiểu á, Lissandrae nữa nè anh em à, những con phép nó carry quá mạnh á, thì anh em nên bỏ bất thay ma ra nha, để kẹp bí ẩn vào, đó là mắc binh. Còn mình thì stay in đồ đẹp quá mà, với lại là không cần bí ẩn luôn anh em à, chém cứ gọi là vẫn lực. Đó, anh em có thể thấy là mỗi khi mà Revenge nó xài skill xong á, là cái kiếm của nó như được búp rờ á, nó gồng cái rờ lơ luôn á anh em à, đau vãi chưởng. Anh em nào mà chơi Revenge nó trong liên minh á, anh em sẽ biết là mỗi khi mà nó xài skill xong á, hoặc là nó gồng cái R lên anh em à, là được tăng thêm sát thương với lại là sức mạnh khá là nhiều. Đó, trong này nó cũng y hệt vậy đó. Ủa cái đồ hình nó, mất cái đồ hình ông kia mắc binh vậy, đâu rồi? Đồ hình ông mà chơi Liberlang, 3 ma pháp sư, 6 ma sứ, Liberlang rồi các kiểu đồ chuẩn luôn, nhìn hơi sợ đấy. Nhìn có rảnh á anh em ơi, ông này để cắt ma kết hợp với ma sứ à, cũng mạnh, cũng mạnh, full 2 sao cũng mạnh đấy. À anh em ơi, Revenge là búp lên là đòn đánh tấn công trong mấy giây luôn, chứ không phải là theo đòn đánh thôi mà. Nhớ nhầm nha, nhớ nhầm nha. Revenge búp lên á, là sát thương được tăng thêm theo giây nha anh em, trong vòng vài giây á, mà là theo đòn đánh. Mấy ông kia chơi siêu vong mà giác vàng sắp hết cái tem siêu vong luôn rồi. Giác vàng sắp hết cái tem siêu vong luôn rồi. Ảo thật chứ. Ủa cái ông này nhìn hơi ghê đó. Anh em thấy Rai đồ chất không? Rai này là cho con nào mang cũng được anh em à, cho Kayle mang cũng được, cho con The Raven mang là càng chất nữa. Rai gọi là full dam, đánh tay mà chết luôn. Ui, trận này đồ hình hôm nay cũng chất lượng thế này, chất lượng thế này, sao mà chơi lạ đây. Đây nha anh em ơi, đây là cái đồ hình mà chuẩn nhất cho con Revenge hiện tại á. Anh em thấy Sơn đồ chất không? Huyết kiếm, vô cực với lại là bay tư. Đồ này đúng kiểu là đồ thế giới luôn mà anh em. Con nào cầm cũng mạnh, huyết kiếm, vô cực với lại là bay tư.
Đồ này con nào bắn mà trẻ mạnh anh em. The Raven Aphelos cầm được hết, Sion cầm càng tốt. Ông này có một cái giáp thiên nhiên luôn à. Đây nha anh em ơi, đây là cái đội hình mà chuẩn nhất khi mà chơi Raven. Như mình đã nói á, là bốn thay ma này á, anh em hoàn toàn có thể là bỏ bớt được một thay ma ra và kẹp thêm bí ẩn vào, hoặc là kẹp thêm con tướng 5 tiền, 4 tiền nào đó mà anh em thích, anh em bỏ vào thôi. Còn nếu như mà ra Volibee sớm á, thì bỏ bớt con Warwick ra nha. Warwick này là mình bỏ vào mình kích bớt thôi, còn nếu mà ra Volibee thì ngon. Raven 3 đồ á, là đại bác, party với lại là hít kiếm. Kiếm xong á, thì nên kiếm đồ tăng cho một á, là Sion, còn hai á, là đồ nam cho Sion, còn ba là đồ tăng cho con Nunu nha, cho nó đủ anh em à. Ok. Hồi máu nữa cũng tạm được anh em ơi. Ui, ông này level 8 hơn 50 tiền mà có một cái giáp thiên nhiên nữa. Mà ổng mà up 9 một cái thôi á là độ hình ổng 10 người anh em à. Hơn mình 2 slot. Hơn mình tận 2 slot. Không hiểu kiểu gì. Đừng có rớt nơi cô nha. Rồi giờ rớt nơi cô không biết xả gì luôn. Lấy cái bí ẩn kẹp và cái nhẹ đây. Bây giờ nếu như mà anh em thích đó, thì có thể bỏ bớt con Brand ra với lại là con Warwick ra cũng được anh em mà kích 4 đấu sĩ đi ha. À lột 4 bí ẩn chứ, chơi với khô máu ông này cũng được nữa. Ông này hay mà đinh G2 à. King Red 2 luôn, đồ hình ông này toàn tướng 4 tiền 5 tiền hay sao không vậy? Riven chém được anh em à. Riven chém hơi bị lực luôn, hơi bị lực. 10 slot cũng mạnh, 18.000 dam. Ok và GG tất cả nhà, tạm biệt em, hẹn sau nha. Hãy chắc thằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.